hướng dẫn chi tiết chăm sóc người bị sốt xuất huyết. Sau khi xét nghiệm cho ra kết quả dương tính với bệnh sốt xuất huyết, nếu bệnh mới ở giai đoạn khởi phát, sơ nhiễm thì bác sĩ có thể sẽ chỉ định cho bệnh nhân tự điều trị tại nhà hoặc nằm viện để theo dõi thêm. Lúc này người bệnh cần phải chuẩn bị tâm lý và kiến thức cần thiết để đối phó với bệnh dịch này, bởi sẽ có rất nhiều người hoang mang không biết sốt xuất huyết ăn gì và chăm sóc ra sao để giảm thiểu các biến chứng và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản. Chăm sóc người bị sốt xuất huyết. 1. Hạ sốt. Sử dụng thuốc hạ sốt như paracetamol theo chỉ định của bác sĩ. Tránh dùng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể gây xuất huyết. 2. Bù nước. Khuyến khích người bệnh uống nhiều nước, nước trái cây, nước điện giải để bù lại lượng nước mất do sốt và xuất huyết. 3. Nghỉ ngơi. Đảm bảo người bệnh được nghỉ ngơi đầy đủ, tránh các hoạt động gắng sức. 4. Theo dõi triệu chứng. Theo dõi các dấu hiệu như sốt cao, chảy máu, đau bụng và liên hệ với bác sĩ ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nghiêm trọng nào. 5. Mặc quần áo thoáng mát, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn và giảm nhiệt độ cơ thể. Chế độ dinh dưỡng cho người bị sốt xuất huyết. Chế độ dinh dưỡng cho người bị sốt xuất huyết rất quan trọng để giúp họ hồi phục nhanh chóng và tránh các biến chứng. Dưới đây là một số gợi ý. 1. Bù nước và điện giải. Người bệnh cần uống nhiều nước, nước trái cây, nước dừa và dung dịch ozon để bù lại lượng nước mất do sốt cao. 2. Thực phẩm giàu vitamin C. Các loại trái cây như cam, chanh, bưởi giúp tăng cường sức đề kháng và giảm tình trạng xuất huyết. 3. Thức ăn lỏng và mềm, cháo, súp và sữa là những lựa chọn tốt vì dễ tiêu hóa và cung cấp đủ dinh dưỡng. 4. Thực phẩm giàu đạm, bổ sung trứng, thịt, cá và sữa để cung cấp protein cần thiết cho quá trình hồi phục. 5. Tránh thức ăn dầu mỡ và cay. Những loại thực phẩm này có thể gây khó tiêu và làm tình trạng bệnh nặng hơn. 6. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Các loại rau xanh và trái cây giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Người bị sốt xuất huyết có tắm được không? Người bị sốt xuất huyết vẫn có thể tắm, nhưng cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn và không làm tình trạng bệnh nặng thêm. 1. Không tắm khi sốt cao. Tránh tắm khi đang sốt cao vì có thể làm cơ thể bị lạnh đột ngột. 2. Tắm nhanh và trong phòng kín gió. Khi qua giai đoạn sốt cao, người bệnh có thể tắm nhanh bằng nước ấm trong phòng kín gió để tránh bị lạnh. 3. Không ngâm mình quá lâu. Hạn chế thời gian tắm và không ngâm mình trong nước quá lâu để tránh mất nhiệt. 4. Người bệnh sốt xuất huyết không nên tắm nước quá nóng hoặc nước lạnh, thay vào đó là dùng nước ấm ở nhiệt độ vừa phải. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến việc co giãn mạch máu trên và dưới da, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn, thậm chí có thể tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh. 5. Khi tắm tránh kỳ cọ mạnh, vì kỳ cọ mạnh trên da trong giai đoạn này sẽ gây chảy máu dưới da hoặc trong cơ, vô cùng nguy hiểm với người bệnh. Thay vào đó chỉ nên dùng khăn ấm lau người một cách nhẹ nhàng. Việc giữ vệ sinh cá nhân hay chế độ dinh dưỡng cho người bệnh là cần thiết, nhưng cần thực hiện cẩn thận để không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Nếu bạn còn băn khoăn hay có bất kỳ dấu hiệu nghiêm trọng nào như chảy máu nhiều, khó thở hoặc đau bụng dữ dội, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chúc các bạn sớm bình phục và khỏe mạnh.